tháng qua, virus corona đã khuấy động cả thế giới của chúng ta và đất nước Hoa Kỳ chúng ta đang sống. Biết bao nhiêu người sống trong sự âu lo. Tin tức cho biết là gần 2 triệu rưỡi người bị nhiễm bệnh và trên 160.000 người đã chết. Tất cả thế giới của chúng ta bị đảo lộn và mỗi người chúng ta sống trong nơm nớp lo sợ. Bao nhiêu người đã nằm xuống, bao nhiêu bác sĩ y tá cũng đã nằm xuống, một số linh mục và giám mục cũng phải ra đi vì phục vụ bệnh nhân. Con siêu vi trùng này không tha thứ bất cứ một ai. Rồi không chỉ có thế, chúng ta những người chưa mắc bệnh nhưng vẫn sống trong sự lo âu, và rồi biết bao anh chị em cũng vì hoàn cảnh đặc biệt này mà đã rơi vào cảnh nghèo khó, thiếu thốn, thất nghiệp. Bao nhiêu người bắt đầu lo không biết ngày mai mình sống như thế nào. Chính trong cái bối cảnh lo lắng sợ hãi này mà lời Chúa chúng ta vừa nghe hôm nay trở thành tin mừng cho chúng ta. Bài phúc âm chúng ta vừa nghe cho chúng ta thấy lời chào hỏi đầu tiên của Chúa Giêsu phục sinh đối với các môn đệ: bình an cho các con. Bình an cho các con, ơn bình an mà Chúa Giêsu ban tặng không phải là loại bình an của thế gian. Mỗi khi chúng ta tham dự thánh lễ, sau kinh lạy cha, chủ tế thường đọc: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Nhưng nếu chúng ta đọc tiếp phúc âm của Thánh Gioan thì chúng ta sẽ nghe Thầy ban bình an không phải theo kiểu thế gian. Theo kiểu thế gian là gì thưa anh chị em? Đó là tích lũy nhiều của cải, chủ trương làm đủ mọi cách để kiếm tiền. Tiền là trên hết. Bởi vậy phải làm nhiều tiền, làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, tưởng rằng có nhiều tiền thì mua tiền cũng được, có tiền thì làm được tất cả, và có tiền cũng sẽ đem bình an trong tâm hồn cho chúng ta. Thế nhưng virus corona cho chúng ta thấy rõ là của cải tiền bạc không cho chúng ta bình an thực sự trong tâm hồn. Kiểu thế gian là gì nữa thưa anh chị em? Là tích lũy nhiều quyền lực, tranh giành chức tước, chạy chọt đầu này đầu kia để được con ông cháu cha, cúng biếu thì muốn có tên khắc chỗ này chỗ kia, muốn được người ta vỗ tay trước đám đông. Virus corona cho chúng ta thấy rõ danh vọng quyền lực cũng phải social distancing, cũng phải stay home order, cũng phải cách ly phong tỏa, và như thế cho chúng ta thấy không cho chúng ta bình an thực sự trong tâm hồn. Như vậy bình an mà Chúa Kitô phục sinh hứa với các tông đồ như chúng ta nghe trong bài phúc âm hôm nay là như thế nào? Khi Chúa Giêsu nói bình an cho các con, Ngài làm gì? Ngài đã cho các môn đệ xem tay và cạnh sườn người. 8 ngày sau, hiện đến một lần nữa và gọi anh Tô-ma: hãy đặt ngón tay vào đây và hãy xem tay thầy. Đưa tay ra mà thọc vào cạnh sườn thầy, đừng cứng lòng nhưng hãy tin. 2 lần Chúa hiện ra với các môn đệ, 2 lần Chúa chúc bình an cho các môn đệ, và 2 lần Chúa cho các môn đệ xem tay và cạnh sườn. Thế như vậy,
Chúng ta có thấy có cái sự liên hệ giữa lời chúc bình an và tay và cạnh sườn của Chúa hay không? Thưa có. Đó là bình an xuyên qua thập giá. Không có thập giá, không có bình an thực sự. Bình an xuyên qua thập giá. Thập giá có rất nhiều ý nghĩa trong niềm tin Công giáo của chúng ta. Có thể nói là biểu tượng tình yêu, có thể là biểu tượng cho cái sự từ bỏ. Nhưng vì ngày hôm nay chúng ta mừng lễ lòng Chúa thương xót, tôi chú ý đến cái ơn tha thứ qua thập giá mà chúng ta đã suy niệm tuần vừa qua trong tuần thánh. Đã biết là Chúa Giêsu đã tha thứ cho người trộm lành, hôm nay con sẽ ở trên thiên đàng với Cha. Và ngay trên thập giá, Chúa Giêsu đã cầu nguyện lạy Cha, xin Cha tha cho chúng vì chúng lầm chẳng biết. Và ngay cả cái bài phúc âm hôm nay, Chúa Giêsu hiện ra, Chúa cũng nói với các môn đệ là các con tha tội cho ai thì tội người ấy được tha. Bình an xuyên qua thập giá, bình an với tha thứ. Nếu chúng ta muốn sống bình an thì chúng ta phải sống tha thứ. Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ, bình an cho các con. Bình an đó ngầm chứa sự tha thứ. Ngầm chứa sự tha thứ là bởi vì Chúa muốn tha thứ hết. Chúa tha thứ sự sợ hãi của các thánh tông đồ đã trốn chạy trong đêm mà Chúa chuẩn bị để lên đồi Can Vê. Chúa tha thứ sự chối bỏ của thánh Phêrô, và Chúa cho Phêrô xem tay và cạnh sườn nhưng không nhắc đến đêm hôm đó chối thầy ba lần. Tha thứ là cốt lõi của lòng thương xót của Chúa. Biết bao nhiêu gia đình đổ vỡ vì không tha thứ cho nhau. Biết bao nhiêu cộng đoàn tan rã vì không biết tha thứ cho nhau. Chiến tranh xảy ra trên thế giới cũng vì không tha thứ. Ơn tha thứ cho tâm hồn chúng ta được bình an. Bình an xuyên qua thập giá. Sống tha thứ, thưa anh chị em, gồm có hai khía cạnh. Thứ nhất là chúng ta phải nhìn nhận là mình có tội và xin ơn tha thứ của Thiên Chúa. Chắc chắn quý vị cũng đã biết ai trong chúng ta lại không có lỗi lầm. Ai trong chúng ta cũng đều có tội. Câu chuyện của Chúa Giêsu với người đàn bà phạm tội ngoài tình bị bắt quả tang, Chúa hỏi những người, ai trong các ngươi không có tội thì ném đá người này trước đi. Quý vị đã thấy câu trả lời, ai cũng rút lui, chứng minh ai cũng có tội. Nobody perfect, nhân vô thập toàn. Và nếu chúng ta có tội thì thưa anh chị em, chúng ta cần phải xin ơn tha thứ. Và chẳng những xin Chúa tha thứ cho mình mà còn phải mở rộng tâm hồn, đón nhận trọn vẹn với lòng tin tưởng Chúa tha thứ cho mình. Nói đến đây tôi nhớ đến chuyện ông Gus ở Jacksonville, Florida. Ông Gus đến tôi xưng tội 25 năm, sau 25 năm xa nhà thờ. Tuổi đã cao, gần đất xa trời, muốn hòa giải với Chúa để được tâm hồn bình an. Sau khi lãnh nhận bí tích giải tội, ông hỏi tôi, thưa cha, như vậy là con được rước lễ rồi phải không cha? Tôi trả lời bằng tiếng Anh với một niềm xác tín, absolutely. Ông ra về, đi lễ mỗi ngày Chủ nhật, nhưng không rước lễ. Tâm hồn chưa sẵn sàng, không hiểu là Chúa có thể tha thứ được tất cả những lỗi lầm của mình. 3 tháng sau, đi xưng tội, đi xem lễ mỗi ngày Chủ nhật, nhưng không rước lễ. Đến cái năm lòng Chúa thương xót, ông đến tôi xưng tội. Tôi mới nói với ông có biết là cái năm nay là Đức Giáo Hoàng Francisco là cho là năm thánh lòng thương xót của Chúa, và Ngài nói là không có cái tội lỗi nào mà Chúa không tha thứ hết. Thành ra ông phải ráng lắng nghe lời của Đức Giáo Hoàng, chứ không đừng có đi ngược lại với hội thánh, đón nhận ơn tha thứ của Chúa. 3 tháng sau, xưng tội, đi xem lễ mỗi ngày Chủ nhật, vẫn không rước lễ. Đến mùa vọng năm 2016, Chủ nhật thứ tư mùa vọng, ông nói với tôi,
Cha ơi, cầu nguyện cho con sẽ đi rước lễ vào ngày lễ Giáng sinh. Tôi mới nói, Chúa chờ ông cái giây phút này lâu lắm rồi, mà tôi cũng chờ giây phút này lâu lắm rồi, thành ra tôi sẽ cầu nguyện cho ông. Thế là Giáng sinh đến, ông đi rước lễ, và từ đó tâm hồn của ông được bình an vui vẻ, và sự bình an vui vẻ hiện rõ ra khuôn mặt của ông mỗi lần tôi thấy ông đi đến để dự thánh lễ mỗi ngày Chủ nhật. Và ngay cả bạn bè của ông cũng nói với tôi là chúng con cũng thấy rõ thực sự có tâm hồn an bình nơi ông Gus này. Đó là khía cạnh thứ nhất, nhìn nhận tội lỗi của mình, xin ơn tha thứ, và như ông Gus phải mở rộng tâm hồn đón nhận trọn vẹn trong tâm tình tin tưởng thực sự Chúa tha thứ cho mình. Khía cạnh thứ hai là khi chúng ta đã lãnh nhận ơn tha thứ của Chúa thì chúng ta cần phải chia sẻ ơn tha thứ đó cho những người chung quanh mới được trọn vẹn. Và như chúng ta đọc trong Kinh Lạy Cha là chúng ta đọc sao? Chúng ta đọc xin Cha tha cho chúng con như chúng con cũng tha. Tập tha thứ cho nhau. Đó là nhiệm vụ của chúng ta, và đó là nhiệm vụ mà Chúa Giêsu nói với các thánh tông đồ: các con tha tội cho ai thì tội người ấy được tha. Có một vị giảng thuyết đến giảng tuần đại phúc cho một cộng đoàn Công giáo Việt Nam. Và vì cộng đoàn này không sống hòa thuận với nhau, bất mãn vì chuyện này chuyện nọ, nên qua năm tháng cộng đoàn chia năm xẻ bảy. Đến giờ chia sẻ, la mắng kết tội lẫn nhau làm cho bầu khí rất là căng thẳng. Một em huynh trưởng thiếu nhi đứng lên chia sẻ: con đứng lên đây nhìn thấy các chú, các cô, con nhớ đến những ngày tháng vui vẻ hòa thuận. Lúc đó có bác đưa con đi học giáo lý, có chú dạy con học tiếng Việt, có cô cắt tóc con. Nhưng bây giờ thì xa cách, con rất buồn khi thấy các cô, các bác không tha thứ để tìm con đường hòa giải. Hãy nhìn xem Chúa Kitô trên cây thập giá, Chúa chết trên đó để làm gì? Để tha tội cho chúng ta. Các bác, các cô đã rời Việt Nam tránh chiến tranh cộng sản, bây giờ các bác, các cô lại đi vào chiến tranh với nhau. Con vừa mới cưới, con sắp có con, con muốn con cái lớn lên hấp thụ truyền thống văn hóa Việt Nam, nhưng con không muốn con cái của con nhập vào cộng đoàn không tha thứ và đầy dẫy chiến tranh như thế này. Vị giảng thuyết mới nói: tôi nghe như thế tôi cảm thấy xấu hổ, vì tôi cũng như quý vị đã để lại một gia tài không tốt cho con cháu. Xấu hổ là phải, thưa anh chị em, là bởi vì nếu không bao dung, không tha thứ thì chúng ta đã không sống đúng tinh thần Kitô giáo, không sống đúng tinh thần phục sinh. Và sứ điệp hòa giải không phải mới. Giáo hội Công giáo của chúng ta ngay từ thuở sơ khai đã chú trọng điều này, và sự tha thứ phản ánh rõ rệt trong bí tích thánh thể mà chúng ta tham dự thánh lễ. Lúc đầu thánh lễ là gì? Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng, xin Chúa thương xót chúng con. Đây chiên Thiên Chúa, đây đứng xóa tội trần gian. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con phải lành mạnh. Tha thứ không phải chỉ những người trong gia đình, nhưng ngay cả kẻ thù của mình. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã sống bình an trong sự tha thứ này khi Ngài vào tù làm lễ tha thứ cho người ám sát mình. Các thánh tứ đạo Việt Nam cũng đã làm chứng cho sự tha thứ kẻ thù một cách rất hùng hồn. Thừa Sai gác linh kính gửi thư cho bạn bè: tôi sẵn lòng tha thứ cho những kẻ áp bức tôi. Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã tha thứ cho những kẻ bắt hại mình trong lao tù, và nhiều người được ơn trở lại. Gần đây chúng ta có Đức Hồng Y Pell ở bên Úc bị tố cáo lạm dụng tình dục và bị ở trong tù 13 tháng. Nhưng vào ngày 7 tháng 4 năm 2020, Ngài được tối cao Pháp viện Úc đồng thanh tuyên bố vô tội. Khi được hỏi là Ngài có chương trình gì để đối phó với những người cáo gian thì Ngài trả lời: tôi
không có ý xấu gì với người tố cáo tôi. Tôi không muốn sự tha bổng của mình làm tăng thêm sự tổn thương và cay đắng mà nhiều người cảm thấy. Chắc chắn đã có đủ tổn thương và cay đắng. Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, các thánh tự đạo Việt Nam, Đức Hồng Y Thuận, Đức Hồng Y Pheo thực sự đã xem tay và cạnh sườn Chúa Giêsu, đã thực sự có bình an xuyên qua thương tích thập giá của Chúa, đã nhận được thực sự tha thứ lòng thương xót của Chúa trong cuộc sống, trong tâm hồn. Yêu thương kẻ thù không dễ, nhưng sống tình yêu và sống vô cùng bình an thì mình cần phải tha thứ cho nhau. Không tha thứ không được bình an trong tâm hồn. Chúng ta hôm nay mừng lễ lòng Chúa thương xót để lãnh nhận ơn bình an đó. Qua con đường thập giá, chúng ta mới có bình an thực sự. Chính vì vậy mà bình an luôn luôn đi đôi với xem tay và cạnh sườn người. Chính vì vậy mà lòng thương xót của Chúa đi đôi với khổ nạn trên đồi Can Vê, như chúng ta đọc trong kinh: vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Xin cho chúng ta cảm nhận được tình yêu lòng thương xót Chúa mỗi khi chúng ta nhìn lên cây thập tự, cũng giống như người con một của Chúa. Xin cho chúng ta vẫn tiếp tục dâng lời chúc tụng ngay giữa niềm đau thương tưởng chừng như không còn chịu đựng nổi, và giữa trăm nghìn đắng cay chua xót, xin cho chúng ta cũng được tiếp tục thốt lên lời xin tha thứ mãi mãi. Xin cho chúng ta luôn phó thác như Ngài. Lạy Chúa, con cầu xin ơn mạnh mẽ để thành đạt trong cuộc đời. Chúa lại làm cho con ra yếu ớt để biết vâng lời khiêm hạ. Con cầu xin có sức khỏe để mong thực hiện những công trình lớn lao. Chúa lại cho con chịu tàn tật để chỉ làm những việc nhỏ tốt lành. Con cầu xin được giàu sang để sống sung sướng, thoải mái. Chúa lại cho con nghèo nàn để học biết thế nào là khôn ngoan. Con cầu xin được có uy quyền để mọi người phải kính nể ca ngợi. Chúa lại cho con sự thấp hèn để con biết con cần Chúa. Con xin gì cũng chẳng được theo ý muốn, nhưng những điều con đáng phải mơ ước mà con không hề biết thốt lên lời cầu xin thì Chúa lại đã ban cho con thật dư đầy từ lâu. Lạy Chúa, hóa ra con lại là người hơn hết trên đời này, bởi con đã nhận được ơn Chúa vô vàn. Xin Chúa, qua mình và máu Thánh Chúa, chúng ta sắp lãnh nhận, cho chúng ta sức mạnh thiêng liêng để cùng bước theo Chúa con đường khổ giá, để được phục sinh với Ngài trong bình an.